Ký ức chiến tranh, hồi ký, tác giả Vương Khả Sơn, giọng đọc Hải Yến, số 18. Phước Long là tỉnh thứ hai sau Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng. Mất Phước Long, Tổng thống Ngụy Quyền Nguyễn Văn Thiệu hô hào tràn ngập lãnh thổ, tái chiếm. Nhưng những nỗ lực quân sự và ngoại giao của chúng đều bị vô hiệu hóa. Thiệu đành cay đắng chấp nhận mất Phước Long và kêu gọi để tang cho tỉnh này 3 ngày. Đồng thời, một mặt làm mình làm mẩy với chủ Mỹ, mặt khác yêu cầu Mỹ đưa quân trở lại miền Nam và tái oanh kích miền Bắc. Quả là chó cùng dứt dậu. Tuy nhiên, thế và thời lúc ấy không cho phép Mỹ thực hiện được ý đồ đó nữa. Mỹ hoàn toàn không có phản ứng quân sự sau khi Phước Long thất thủ. Còn ta xem đó là một bước ngoặt của cuộc chiến tranh giải phóng. Chiến thắng Phước Long đã mở ra một thời cơ mới, một cục diện mới, đẩy thế và lực của cuộc chiến tranh nhân dân phát triển về chất lên một bước mới. Sau chiến thắng Phước Long, lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh và xây dựng lực lượng quân đội, chúng ta nhanh chóng thành lập những quân đoàn để tạo những quả đấm thép quyết định trong chiến đấu hiệp đồng binh chủng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là tiếp tục đứng chân trên địa bàn thuộc các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức và Thủ Thừa, tiếp tục tiến công giải phóng toàn bộ hệ thống đồn bốt dọc sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây để khai thông hành lang nhằm tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực và các phương tiện vũ khí, khí tài, kể cả vũ khí hạng nặng như chiến xa T-54, pháo tự hành, mở hướng tiến công Sài Gòn từ hướng Tây Nam và Tây Bắc. Có thể nói, lịch sử sẽ không có sự lặp lại. 21 năm dồn lại cho trận đánh cuối cùng. Trong những ngày này, chúng tôi như đang sống trong không khí hội quân, cả nước ra trận. Mặc dù chiến sự vẫn diễn ra dồn dập, càng lúc càng ác liệt. Đêm đêm, tiếng hú của những dàn DKB, một loại hỏa tiễn được cải tiến đặt trên máng đẩy, có sức công phá rất mạnh, cùng với tiếng nổ kinh hoàng của nó trong các căn cứ địch, được xem là tiếng chuông cáo chung cho chế độ Ngụy Quyền Sài Gòn thối nát đang điểm. Những thắng lợi quân sự trên khắp các chiến trường, đặc biệt chiến thắng của chiến dịch Buôn Mê Thuột từ mùng 4 tháng 3 đến mùng 3 tháng 4 năm 1975, trận mở màn then chốt chiến lược, đã tạo một phản ứng dây chuyền về sự đổ sụp nhanh chóng của chế độ Ngụy Quyền Sài Gòn thối nát, đồng thời là hồi kèn sung trận thôi thúc chúng tôi quyết tâm chiến đấu, góp phần đẩy nhanh mục tiêu giải phóng đất nước đến đích cuối cùng. Bị thảm bại ở Tây Nguyên, các sư đoàn quân Ngụy, đặc biệt là sư đoàn 23 cùng với một số sắc lính như thủy quân lục chiến, biệt động quân, tháo chạy về vùng ven, hòng lập một tuyến phòng thủ từ xa bảo vệ Sài Gòn. Bởi vậy, nhiệm vụ chiến trường lúc này, trong đó có đơn vị chúng tôi, là chặn đánh chúng, bảo vệ và giữ vững tuyến hành lang mới được khai thông, tạo điều kiện để đại quân ta mở hướng đột kích tiến đánh Sài Gòn. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với một lực lượng nhỏ bé, trang bị vũ khí thiếu thốn như chúng tôi, nhưng với ý chí, tất cả cho chiến thắng, tất cả để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, nên nó đã biến thành sức mạnh vật chất. Chúng tôi, ai cũng xác định quyết tâm chiến đấu và quyết thắng. Ngày 19 tháng 4 năm 1975, Tiểu đoàn 7 nhận nhiệm vụ chặn đánh bọn địch nóng ra, giải tỏa hành lang sông Vàm Cỏ Đông. Con sông này, trước đây cũng như trong chiến dịch Hồ Chí Minh, có vai trò chiến lược cực kỳ quan trọng. Đó là con đường thủy huyết mạch để bộ đội ta tập kết vũ khí, kể cả vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo, cùng lực lượng các quân binh chủng nhằm tiến đánh Sài Gòn từ hướng Tây Nam. Đoàn 232 tương đương quân đoàn. Trước đó, một đơn vị bạn đã đánh chiếm căn cứ Lương Hòa nằm Án Ngữ bên bờ sông. Mất Lương Hòa đồng nghĩa với việc bỏ ngỏ hành lang này để cho ta mặc sức đưa người và khí tài xuống, tập kết chuẩn bị cho chiến dịch. Bởi vậy, chúng tìm cách tái chiếm. Địch huy động 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến cùng 4 tiểu đoàn bảo an càn ra thăm dò để ngăn chặn ta. Đây là địa bàn chiến lược quan trọng, cách Sài Gòn chừng 30 dặm bay từ hướng Tây Nam, nên dù mọi giá chúng cũng quyết giữ bằng được. Lực lượng chúng tôi lúc này duy nhất chỉ có 1 tiểu đoàn bộ binh. Tiếng là 1 tiểu đoàn, nhưng thực tế mỗi đại đội chúng tôi chỉ có 25 đến 30 tay súng. Cấp trên tăng cường thêm 1 khẩu 12 ly 7, 2 khẩu DKZ 82, 2 khẩu cối 82 ly, còn lại là hỏa lực B40, B41 trung liên. Trong khi đó, bọn địch có 6 tiểu đoàn tăng cường. Nếu tính theo biên chế thì địch sẽ đông gấp 12 lần chúng tôi về mặt quân số. Mỗi đại đội địch trên 60 tên, được yểm trợ bởi pháo binh từ Hậu Nghĩa, Bến Lức, Hiệp Hòa, trực thăng và máy bay ném bom. 8 giờ, địch đổ quân bằng tàu mặt dựng, tàu há mồm. 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến đi đầu. Tiếp theo là 4 tiểu đoàn bảo an. Chúng cắt bưng hướng về phía chúng tôi, mũ sắt loang loáng dưới nắng sớm. Tiểu đoàn bố trí đội hình giật cấp. Phía trước bên phải là đại đội 2, tiếp theo là đại đội 3 chúng tôi. Lùi xuống bên trái là đại đội 1, hỏa lực cối 82, DKZ 82 nằm ra phía sau. Khẩu 12 ly 7 đặt trên bờ kinh phía bên phải đại đội tôi nhằm phát huy tối đa hỏa lực khi lâm trận. 9 giờ, những tốp địch đầu tiên đã vượt qua trước mặt đại đội 2, đi vào đội hình phục kích của đại đội 3. Bùng oanh! B40 phát hỏa. Tiếp theo là khẩu 12 ly 7 nhả đạn như mưa, cắt ngang đội hình hành quân của 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến. AK, trung liên, cối và DKZ-82 cùng các loại hỏa lực ở các đại đội đồng loạt trút vào đầu địch. Sức căng của đạn 12 ly 7 với tầm bắn 6 km cắt phạt cỏ bưng, xé nát đội hình địch. Tôi và Đào Xuân Nhuận nhảy ngay ra khỏi công sự. Tôi bắn liền 2 trái B40 vào đội hình địch ở phía trước chừng 30 mét, rồi băng lên, xoay tay lắp quả đạn thứ 3 vào nòng, chuẩn bị bắn. Liếc mắt, thấy Nhuận ôm trung liên, chạy sát ngay sau lưng, tôi hét, "Nhuận, tránh!" Cậu ta nhoài người, né sang một bên. Tôi nhằm vào chỗ có tiếng la nhiều nhất, xiết cỏ. Một quầng lửa màu da cam trùm lên chỗ đó. Tiếng la hét im bặt. Tôi tiếp tục lao lên, đẩy nhanh quả đạn thứ 4 vào nòng. Trước mặt lúc này là một con kinh nhỏ rộng chừng 2 mét. Nhưng bờ phía chúng tôi thấp hơn, lại vướng vũ khí nên khi nhảy không bám bờ được. Tôi rơi xuống kinh. Nhuận nhảy theo cũng vậy. Trung liên cồng cành và nặng. Đánh mắt sang bên trái, cách chừng 15 hay 20 mét. Lố nhố dưới lòng kinh, rất đông những chiếc mũ sắt và áo rằn di, những họng AR-15 đen ngòm chĩa thẳng về phía chúng tôi. Nhưng tuyệt nhiên, không có tiếng nổ hay tiếng rít của đạn. Chúng không dám bắn, không phải. Tôi chợt hiểu, AR-15 vốn là loại súng bộ binh có tính năng ưu việt, gọn nhẹ, cơ động, phát huy hỏa lực tốt. Nhưng chỉ thích hợp với địa hình khô ráo, do nhúng nước bùn nên bị kẹt đạn. Nếu không tôi và Nhuận đã bị hàng chục viên găm vào người, nhận chìm xuống kinh rồi. Tôi nép nhanh vào bờ, quay đầu đạn B40 chĩa vào bọn lính lố nhố dưới lòng kinh, xiết cỏ. Bùng oang! Một cột nước vọt cao trùm lên bọn lính. Tôi không kịp nhìn nữa, nắm vội cành bình bát, kéo mình lên khỏi lòng kinh. Nhuận leo lên theo, tôi lao về phía trước. Dưới chân có khá nhiều xác rằn di gục chết do trúng đạn AK và B40. Nhuận ôm Trung Liên lao theo, quạt vào bọn lính đang nháo nhác chạy dạt ra hướng bờ sông Vàm Cỏ. Vượt lên khoảng 20 mét nữa, bất chợt tôi thấy một tên nằm sấp cựa quậy, hai tay hắn nắm chặt lấy hai búi cỏ bàn, máu chảy đỏ cả một vùng nước bưng xâm xấp chung quanh chỗ nằm. Nhuận tiếp tục quạt Trung Liên vào bọn lính phía trước, còn tôi dừng lại cảnh giác rồi cúi xuống nắm một cánh tay tên bị thương kéo lật ngửa. Hắn dính một viên AK hay Trung Liên gì đó, viên đạn xuyên từ sau bả vai rồi trổ ra trước ngực, chếch lên gần chỗ xương đòn. Bọt máu sủi ra, chắc hắn bị thủng phổi, mất nhiều máu, mặt hắn tái mét. Thấy tôi, hắn luôn mồm xin tha chết. Tên gì? Tôi hỏi. Dạ, em là Hoành, Nguyễn Văn Hoành. Đơn vị nào? Dạ, thủy quân lục chiến. Cấp bậc chức vụ? Chuẩn úy, đại đội phó, đại đội 3, tiểu đoàn 3. Hắn thều thào. Tôi liếc nhìn trên ve áo hắn. Thằng này khai thật, tôi nghĩ. Súng đâu? Em bị thương, chạy, rơi đâu mất. Quả thật, lúc này ngoài chiếc ba lô nằm bên cạnh, trên người hắn chẳng còn gì. Tôi chợt thấy ái ngại cho hắn. Nếu bị thương nhẹ, tôi đã trói để giải về. Đằng này hắn bị thương quá nặng. Bắn thì không nỡ, vì dù sao hắn cũng là kẻ ngã ngựa, hoàn toàn mất khả năng tự vệ. Chúng tôi đang hoàn toàn làm chủ trận đánh. Vả lại, tại thời điểm đó, đơn vị chưa hề có ai bị thương vong gì cả. Nếu bắt, làm sao có thể cõng hắn được, trong khi đồng bưng nước ngập. Tôi nghĩ nhanh, mình sẽ khai thác một số thông tin cần thiết, rồi phóng thích cho hắn để tương kế tựu kế làm binh vận. Bọn thủy quân lục chiến vốn rất cuồng tín và liều lĩnh. Biết đâu, khi thằng này được tha, chúng sẽ bớt hung hãn hơn. Điều ấy sẽ có lợi cho trận đánh. Tôi hỏi, băng của mày đâu? Em không biết nữa. Hắn đáp ngắt quãng. Tôi hiểu, khi bị thương, hắn tháo bỏ dây lưng cho nhẹ để cố chạy. Đến đây, mất nhiều máu quá, gục xuống. Tôi giật vội hai cuộn băng cá nhân bên dây lưng của mình, xé ra, nối lại, rồi thò tay cởi cúc áo cho hắn để băng. Nhưng áo chật quá, không cởi được. Vậy là tôi cứ để nguyên cả áo luồn qua nách, băng đại cho hắn. Vừa băng tôi vừa hỏi, quê mày ở đâu? Dạ, gần ngã ba Kiến Hòa. Bây giờ Hoành bình tĩnh hơn và biết tôi không giết hắn, ngược lại, hắn đang được cứu. Tỉnh nào? Tôi hỏi. Dạ, tỉnh Kiến Hòa. Hoành ngoan ngoãn trả lời. Lúc ấy, tôi không biết Kiến Hòa là tỉnh nào, sau này hỏi mọi người mới biết đó là Bến Tre. Băng xong, tôi tháo vội ba lô của hắn, kéo toàn bộ tư trang ra để đầu hắn gối lên ba lô, rồi đắp lên mặt và ngực một cái áo rằn di. Lúc này trời nắng gắt, nước bưng nóng như nước sôi. Tôi bảo Hoành, nằm yên đó. Hoành im lặng. Tôi lấy toàn bộ giấy tờ, phù hiệu, số hiệu sĩ quan cùng một cuốn nhật ký và ảnh. Có rất nhiều ảnh khỏa thân của phụ nữ cùng những cảnh tươi mát của Hoành với các cô gái, đựng trong một cái túi. Đáng tiếc là toàn bộ kỷ vật chiến trường, trong đó có hai cuốn nhật ký dọc đường chiến tranh của tôi, được bắt đầu viết từ ngày 11 tháng 11 năm 1971, cùng hồ sơ của Hoành bị mất sạch do một trái pháo 105 ly rơi trúng bồng một kiểu ba lô vào ngày 26 tháng 4 năm 1975. Trong khi tôi băng bó cho Hoành, Nhuận tiếp tục ôm Trung Liên quạt mạnh vào bọn địch phía trước mặt. Lát sau Nhuận quay lại nói nhanh, rút thôi Sơn ơi, địch đang tổ chức phản kích. Tôi nhìn Hoành lần cuối rồi quay lại, cúi xách vội khẩu cực nhanh AR-15 bên cạnh xác một tên lính bị bắn chết cạnh đó. Chợt thấy một cái túi vải dù, tôi tò mò xách lên, thấy nặng, đoán là lựu đạn nên thả xuống. nghe lộp cộp, tôi nghi ngờ vội mở ra. Ôi, thịt hộp! Có khoảng trên 20 hộp giò ba khoanh, loại này rất ngon nhưng mặn. Xách vội lên, tôi chạy một mạch về công sự tránh pháo. Lúc này pháo từ Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Bến Lức đã bắt đầu dội xuống trận địa chúng tôi để bọn thủy quân lục chiến liều lĩnh mò vào lấy xác đồng bọn. Bị thua đau, tên tư lệnh thủy quân lục chiến đáp trực thăng trực tiếp chỉ huy, đốc thúc bọn lính. Trái đạn B-41 của Thường bay đến nổ gần chỗ chiếc trực thăng đang đứng yên trên không. B-41 có tầm bắn 500 m, khi hết tầm nếu không gặp vật cản gì sẽ tự động phát nổ. Nó vội vã bốc lên cao rồi chuồn thẳng. Từ đó đến chiều, chúng tôi vừa ngồi hứng pháo vừa ăn thịt hộp và uống nước bưng. Đất Đồng Bưng nhão nhoét nên có vài công sự bị sập, một số đồng chí bị thương vì pháo. Riêng Hoành, nghe nói, sau đó được đồng bọn đưa ra trực thăng trở về ngay bệnh viện Cộng Hòa cứu sống. Bệnh viện dành riêng cho quân đội Ngụy do Mụ Sáu Thiệu, vợ Tổng thống Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, quản lý. Bị thất bại nặng, chiều hôm đó, số tàn quân tràn vào nhà máy đường Hiệp Hòa, đập phá nhà máy rồi lấy mỗi đứa một ba lô đường kính. Viên giám đốc người Pháp bỏ chạy lên Sài Gòn. Hôm sau, chúng tôi được cơ sở báo tin, bọn lính kháo nhau. Ông Hoành thật lớn phúc, bị thương nặng nhưng đã được một ông Việt Cộng tốt bụng nào đó băng bó cho rồi tha mạng. Tôi cười thầm. Trận ấy ta tiêu diệt trên 100 tên, 8 tên bị bắt làm tù binh, chưa kể Hoành, thu nhiều vũ khí. Đơn vị duy nhất chỉ một đồng chí không may hy sinh do cối 82 của ta đấm lưng. Đất mềm, bàn đế lún nên bị rút tầm, và mấy đồng chí bị thương do pháo địch. Riêng Lưu Xuân Tiết, trung đội trưởng, người đã kéo tôi từ dưới giếng lên hồi ở Gò Nổi, bị một viên đạn găm vào làm gãy chân. Nay Tiết là thương binh nặng, đang sinh sống tại quê, xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trận đánh lùi vào quá khứ đã 30 năm, nhưng kỷ niệm về nó thì vẫn vẹn nguyên trong tâm trí chúng tôi như mới ngày hôm qua. Không rõ số phận viên sĩ quan Ngụy có tên là Hoành sau ngày ấy đến giờ ra sao. Tôi cầu mong cho anh ta được bình yên, hạnh phúc trong mái ấm gia đình và có thời gian suy ngẫm về những tháng ngày cầm súng cho Mỹ Ngụy, chống lại đồng bào. Ngày 24 tháng 4, chúng tôi được lệnh phục kích chặn đánh tàn quân của sư đoàn 22 Ngụy tháo chạy từ Tây Nguyên về đây. Bị bọn chỉ huy thúc ép hành quân nhằm giải tỏa căn cứ Lương Hòa đang bị ta bao vây. Căn cứ này án ngữ nhằm mục đích ngăn chặn hướng tiến công của một đơn vị thuộc đoàn 232 đang tiến về Sài Gòn. Nơi chúng phục kích gần những khu ruộng mía của dân thuộc địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Cả ngày hôm ấy và mấy ngày sau, địch vẫn không dám càn ra giải tỏa. Chúng tôi vẫn kiên trì và quyết tâm mai phục để hốt gọn chúng. Đêm, khoảng 12 giờ, khi chúng tôi đang chập chờn trong giấc ngủ, bỗng tiếng rít xé không khí của đại bác 105 ly bắn đến từ Bến Lức. Liền đó là những tiếng nổ chói tai vang lên. Khói trùm lên khu rừng tràm lúp xúp, mảnh pháo bay vèo vèo cắt đứt những cây tràm quanh chúng tôi. Tôi và Nguyễn Văn An, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An nằm dưới công sự. Dứt tiếng nổ, tôi đứng dậy, thò đầu ra ngoài, chợt nghe tiếng rên nho nhỏ, liền bảo với An: "An ơi, lên xem thử có ai bị thương không? Sao tớ nghe có tiếng rên?" An chần chừ chưa dám ra khỏi công sự. Tôi liền lao lên trong khói đạn mù mịt, rồi chạy ngay đến nơi có tiếng rên. Đó là chỗ ngủ của Đồng, Diễn, Kỷ, Diễn, Châu, Nghệ An và Thuất, Bắc Thái. Hai người là nuôi quân của đại đội. Một trái pháo 105 ly nổ cách chỗ nằm chừng 1,5 m. Song nồi văng tứ tung, tăng màn đổ sụp xuống che lấp họ. Nếu nằm dưới công sự như chúng tôi thì chắc chắn họ đã không chết. Nghe tiếng rên, tôi vội kéo đám tăng màn đẫm máu ra rồi bước vào. Bàn chân tôi ngập trong máu nóng hổi của hai người. Họ lót tăng ni lông xuống dưới chỗ nằm nên máu đọng thành vũng. Trời tối không nhìn thấy gì, chỉ có mùi tanh của máu quyện với mùi thuốc đạn khét lẹt. Tôi cúi xuống lay gọi thì một người đã tắt thở, người kia vẫn còn rên, nhưng tiếng rên nhỏ dần. Tôi sờ nắn khắp cơ thể rồi sờ lên đầu, chợt tay chạm phải một vật gì rất sắc, ngỡ đó là mảnh pháo găm vào nên cố sức rút ra nhưng không thể được. Tôi đành để hai người nằm đó rồi chạy ngay đến công sự của ban chỉ huy đại đội ở phía sau chừng 50 mét, gọi anh Tống Minh Sướng, Hà Bắc, chính trị viên, Nguyễn Văn Lợi, Quảng Ninh, đại đội trưởng, cùng cậu Hệ, y tá, quê Tuyên Hóa, Quảng Bình, dậy. Tất cả vội vàng chạy đến nơi hai đồng chí bị trúng pháo. Họ soi đèn pin vào chỗ hai người. Đồng đã chết từ lúc nào, còn Thuất đang rên nho nhỏ. Tôi bảo Hệ soi đèn vào đầu Thuất, đầu anh vỡ toác. Một mảnh xương sọ lòi ra mà ban nãy tôi nghĩ là mảnh pháo nên đã cố sức rút ra mà không được. Máu và óc lẫn bết vào tóc. Tất cả im lặng. Không còn cách gì có thể cứu Thuất được nữa. Tiếng rên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thuất đã chút hơi thở cuối cùng. Tôi vuốt mắt cho Thuất rồi cùng mọi người bế họ ra khỏi vũng máu. Từ đó đến gần sáng, chúng tôi lo tắm rửa, thay quần áo, đào huyệt mai táng để kịp sáng hôm sau chuẩn bị chiến đấu. Cũng như tất cả các trường hợp hy sinh khác, chúng tôi đã cẩn thận viết tên tuổi, địa chỉ vào giấy rồi cuộn lại cho vào lọ thủy tinh, bỏ vào túi ngực của từng người rồi mới chôn cất. Đồng và Thuất được mai táng cẩn thận trên một bờ kinh gần bốt Rạch Mương thuộc địa bàn xã An Thạnh, Bến Lức, Long An. Và cũng chính tay tôi đã chặt một cây bình bát lớn đẽo vạt hai phía, viết tên và địa chỉ họ bằng mực bi vào từng miếng gỗ rồi cắm dưới chân mộ. Vậy mà sau giải phóng, khi quy tập vào nghĩa trang An Thạnh, những người cất bốc thiếu cẩn trọng đã làm mất danh tính của hai người thành liệt sĩ vô danh. Không biết đâu là mộ Đồng, đâu là mộ Thuất. Gần đây, chú em trai của Đồng gọi điện vào cho tôi để hỏi cụ thể về trường hợp hy sinh của Đồng. Trước đó, chú ấy đã vào tận nghĩa trang An Thạnh để tìm phần mộ anh mình, nhưng không thể phân biệt được đâu là mộ của anh trai. Qua điện thoại, tôi đã kể khá tỉ mỉ, tình tiết về sự hy sinh của hai người hôm đó. Nhưng cậu ta bảo không có cách gì để nhận biết. Tôi bảo chỉ còn hai cách: thử ADN hoặc đào mộ của một trong hai người lên rồi xem hộp sọ. Nếu sọ bị vỡ là Thuất, còn nguyên là của Đồng. Quả thật, trong những năm tháng chiến đấu ác liệt ấy, không biết bao nhiêu lần làm công tác tử sĩ, tôi đã trực tiếp mang vác, chôn cất hàng chục đồng đội hy sinh. Cái chết nào cũng làm tôi xót xa, ngập tràn nước mắt. Nhưng sự hy sinh của Đồng và Thuất đêm ấy gây một chấn động mạnh, luôn ám ảnh trong tâm thức tôi. Đau đớn hơn, họ hy sinh ngay trước ngưỡng cửa của ngày toàn thắng, khi đời còn quá trẻ, vừa bước qua tuổi 20. Những ngày này, chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, đặc biệt là cửa ngõ phía đông và đông bắc Sài Gòn. Tin chiến thắng dồn dập bay đến như những hồi kèn sung trận, thôi thúc chúng tôi quyết tâm giữ vững ý chí chiến đấu. Biết là ngày toàn thắng đang đến gần, nhưng trong số chúng tôi, ai sẽ là những người tiếp theo ngã xuống như Thuất, như Đồng? Ai sẽ là người may mắn còn lại sau cuộc chiến? Điều ấy không phải hoàn toàn không ai nghĩ đến. cũng có những phút giây giữa hai trận đánh. Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu mỗi người. Nhưng tất cả chỉ trong khoảnh khắc, rồi nó nhanh chóng tan biến đi, nhường lại hào khí của chiến dịch và quyết tâm chiến đấu trong trận cuối cùng. Nét tâm lý ấy hoàn toàn có lý và cũng dễ cắt nghĩa. Bởi sau bao năm chiến đấu, trải qua bão đạn mưa bom, mất mát hy sinh đến vô cùng ấy, ai cũng có một khát vọng rằng ngày toàn thắng, may ra mình còn sống sót để trở về. Từ trận địa nơi chúng tôi phục kích, nhìn về hướng Bắc và Đông Bắc khoảng 30 dặm, tiếng bom pháo xen lẫn tiếng chiến đấu cơ gào rít và những cột khói đen khổng lồ từ phi cảng Tân Sơn Nhất và tổng kho Long Bình cuộn lên. Phía ấy, chiến sự đang diễn ra vô cùng ác liệt. Ta và địch giành giật nhau từng tấc đất. Máu của các chiến sĩ ta cứ từng giờ từng phút đổ xuống, đặc biệt là tại ngã ba Xuân Lộc, Long Khánh, nơi có hàng trăm đồng đội chúng ta đã và đang ngã xuống trước giờ toàn thắng. Ngày 25 tháng 4, trận đánh phục kích bọn địch Sư 23 Ngụy, âm mưu giải tỏa căn cứ Lương Hòa, bị ta bao vây diễn ra. Nơi chúng tôi phục kích gần lộ 21, nối chi khu Bến Lức đến căn cứ Lương Hòa, bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Long An, cách Sài Gòn khoảng 30 cây số. Đã 2 ngày nằm chờ nhưng bọn địch không dám mò ra. Chúng co cụm cố thủ trong mấy ruộng mía của dân. Có những tên liều lĩnh lấy mũ sắt tát cá ở con kinh nhỏ cách chúng tôi chừng 300 mét. Tôi và Chu Văn Lương cùng một công sự. Tôi B40, Lương Trung Liên. Phía trái chếch ra sau chừng 50 mét là công sự của Vũ Duy Tòng và Nguyễn Văn Từ, trung đội phó Quảng Xương Thanh Hóa. Phía sau nữa là cối 60 và 82 ly. Chừng 8 giờ trong mấy ruộng mía, bọn địch vẫn la ó đi lại, nấu nướng gì đó vì khói tỏa lên. Tôi nhìn thấy Lương vừa đứng dưới hầm cảnh giới vừa ngủ gật. Liền bảo, thôi cậu xuống hầm ngủ một lát đi, lát nữa tớ gọi thay gác. Ở chiến trường, lúc chờ địch vào là lúc thần kinh cực kỳ căng thẳng. Do bị ức chế nên ai cũng buồn ngủ. Hơn 9 giờ tôi cũng bắt đầu thấy hai mắt díp lại nặng trĩu. Biết rằng chỉ cần một lúc nữa tôi sẽ ngủ quên. Cúi xuống hầm tôi gọi Lương dậy thay gác cho mình. Lương dụi mắt đứng dậy thay tôi. Trước khi chui xuống tôi còn dặn với. Phải hết sức cảnh giác. Hôm nay không chừng chúng nống ra. Ngủ quên là chết đó. Tôi ngồi dựa lưng vào thành công sự, cơn ngủ kéo đến từ lúc nào. Một tiếng nổ rung chuyển căn hầm, mùi khói đạn phả vào nồng nặc. Tiếp theo, nhiều tiếng nổ khác, cùng tiếng AK lẫn AR-15 dồn dập. Tôi chụp vội B40, định đứng dậy siết cò, nhưng chợt nghĩ nhanh. Đứng dậy lúc này có thể bị ăn đạn. Tôi vội rút quả lựu đạn ra láng của Mỹ, rút chốt, thảy qua cửa công sự về phía trước. Lựu đạn nổ, tôi bật dậy chụp vội B40, nhắm hướng địch xiết cỏ. Quả đạn lao đi. Lương cũng xả trung liên vào bọn địch tháo chạy phía trước. Tôi xoay tay, đẩy quả đạn thứ hai vào nòng, nhảy lên công sự, nhắm tốp địch đang chạy thục mạng, vào phía dặng châm bầu, kéo cỏ. Quầng lửa da cam và khói quen thuộc trùm lên, che khuất tốp lính. Tôi lắp tiếp quả thứ ba, lấy góc bắn 45 độ, nhắm vào hướng bọn địch đang tháo chạy trở lại. Viên đạn lao vút đi, tiếng nổ nghe rất xa. Lúc này bắn chỉ để uy hiếp, vì bọn tàn quân đã tháo chạy vào gần ruộng mía. Đang mải nhìn về phía bọn lính, bỗng đoành! Một tiếng nổ lớn rất gần, tiếp theo là bùn và cỏ bàng, cói, bắn vào người tôi. Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Mãi sau mới biết đó là tiếng nổ của quả cối 60 ly, cối tép, do khẩu đội Nguyễn Viết Kỷ và Nguyễn Văn Tý bắn lên. Vì lún bàn đế nên quả đạn bị rút tầm, rơi nổ cách chỗ tôi chừng 4-5 mét, chếch phía tay phải. May mà đạn rơi xuống bưng, nếu không tôi đã anh dũng hy sinh vì nó. Sau trận ấy, Kỷ kể lại rằng khi bắn lên do không lắp liều phụ nên trông rất rõ đường đi của viên đạn. Bởi vậy, khi thấy viên đạn cối rơi gần ngay chỗ tôi đứng, Kỷ và Tý cố sức la hét để tôi có thể nghe thấy. Nhưng vì tôi vừa bắn 3 quả B40, tai đang ù đặc. Vả lại, lúc ấy tiếng súng các loại còn rền vang, nên tôi không thể nghe được tiếng la của Kỷ và Tý để tránh. Khói tan, bây giờ tôi mới kịp nhìn xuống dưới chân mình. Khúc cẳng chân của một tên lính Ngụy bị cắt cụt từ đầu gối, còn mang giày trận và dính cả ống quần hất lên công sự tôi do hơi B40. Phía trước chừng 3 mét, 5 cái xác đen đúa đè lên nhau. Cách đó vài mét có 2 xác nữa. Mấy khẩu AR-15 văng ra có khúc gãy nát. Huyên Huyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.